Em Vũ chào anh chị em mình. Hôm nay là 27 tháng 2 năm 2024. Thì đây là vườn linh sam giống. Thì nó gồm 4 loại: linh sam siêu bông, linh sam trắng phất hồng, linh sam trắng hai màu và linh sam hồng. Thì trong đó em có loại linh sam siêu bông đang bán thanh lý ha. Thanh lý 6K. 6K tức là anh chị em mình mà mua số lượng ngàn nha anh chị em mình. Số lượng ngàn tức là từ 1.000 trở lên là sẽ có giá rẻ. Và em sẽ vận chuyển lên xe cho anh chị mình ha. Tại vì vườn em cách quốc lộ khoảng một cây số, cho nên là em phải vận chuyển lên chiếc xe qua lâm rồi mới lên được chiếc xe tải cho anh chị em mình. Thì trong đó là cái phí mà vận chuyển một khoảng 1.000 tới 2.000 đồng đó là bên em chịu, thì chạy ra nó còn khoảng 5.000 cây à, nhiều khi không tới nữa. Còn cái cây mà như cái cây mà giá thanh lý như thế nào thì em sẽ quay cho anh chị mình coi đó. Thì đây là cây linh sam hồng. Linh sam hồng thì chưa có thanh lý, nhưng mà anh chị mình mua sỉ vẫn bán giá rẻ ha. Thì nếu mà mình bán lẻ thì 20.000 cây, còn bán sỉ thì đang thanh lý 6.000, tại linh sam siêu bông em cũng còn nhiều nè. Cái lô này thì nó cao lắm anh chị em mình. Cái chột nè, cái chột kia rồi em cắt ngang nè, anh chị em mình thấy nó bự gần đầu ngón út không nó, cho nên là nó già lắm rồi. Tới cái đợt thay chậu á, tới cái đợt thay chậu thì cho nên là em không có thay luôn đó. Anh chị mình về ở xa thì mình có thể thay chậu lại, hoặc là quán qua đường ô điện á, thì mình nhổ ra mình vũ rồi mình xếp đường ô điện được ha. Đây những cái chậu C6 nè, vậy mình có bự có nhỏ nha. Đây nè, chậu C6 do mới cắt thì nó có cái lên tượng như vậy ha. Mấy cây linh sam gì nó già lắm mà con mình nè. Đây rễ nó bắt chậu C6. Thì ngày xưa mà mình vô cái chậu này nọ mà cái tiền sọt với tiền chậu, tiền công mà vô một cây như vậy là cũng 2.000 đồng á bà con mình. Cho nên là đây là giá thanh lý á. Siêu bông ha. Đây. Tại vì mình muốn giữ cái bầy phôi mình, cái bầy phôi mình rất là nhiều luôn. Bên kia là bầy phôi. Bầy phôi nhiều quá rồi mình phải thanh lý bớt cái cây giống để dành một cái chỗ để những cái cây linh sam tắng nó đang ra hoa. Thì mấy bữa nay đang làm cho nên là để xong rồi mình sẽ lựa cái nào linh sam hồng để riêng, siêu hoa để riêng, rồi nó lộn xộn ha. Mà linh sam trắng phất hồng, nói chung là linh sam siêu hoa là loại rẻ nhất anh chị em mình. Tại số lượng đây cái bài cũng là một bài siêu hoa, nó có vài cây trắng phất hồng. Đây cái sớm nhỏ này là trắng phất hồng nè, trắng phất hồng này nó cũng bự lắm. Siêu hoa là bên đây, siêu hoa còn nhiêu siêu hoa không đây anh chị em mình. Khúc này thì vẫn bán giá thanh lý ha. Đây là cái phôi ha. Đây để mình đang canh cái xuôi nắng để cho anh chị em mình coi nó dễ á nè. Cái lúa bên đây là trắng phất hồng. Trắng phất hồng là giá thanh lý nó khác nha anh chị em mình. Giá bán lẻ vẫn 20k ha. Đây nè, đây trắng phất hồng là nó ra bông trắng không á. Đây nè. À.
Nói chừng nào còn bên đây là siêu hoa. Cái lá siêu hoa nó hình trái tim anh chị em mình. Trước khi giao thì mình cũng phải lựa từ cây để nó lộn. Ví dụ trong đây nó chỉ có cây trắng hai màu, mà cây này cây kim sung hinh nè, lá nó nhỏ hơn không đó, cho nên là siêu bông là cái loại rẻ nhất ở trong cái lô này đó, cho nên là mình bán cái loại rẻ trước ha. Rồi thì như đã hứa hôm qua mình nói là bữa nay mình sẽ quay á, tại hồi hôm tối quá mình mới nghĩ là mình giá hành lý, cho nên mình thông báo nhưng mà không có mẫu cây nói vậy thôi. Còn bên đây là cây phôi nó to rồi, thì cây phôi thì cũng đang chuẩn bị lên mã số. Anh chị em mình có nhu cầu mua thì ủng hộ em bốc ha, thì cũng đang xả hàng nó nhiều quá ha. Cây phôi thì mấy cái này là cũng có số lượng ngàn anh chị em mình, nhưng mà cây phôi là xả hàng là giá lẻ, thì em đang cân đối cái giá. Tại vì những cái cây phôi như thế này đây mà mình bứng lên á, lên chậu là mình phải xịt hết đất luôn, xịt hết đất rồi mình nó vô chậu, cho nên lại ép được cái chậu. Anh chị em mình mà mua cái cây dưới đất mà không biết làm á thì có thể bị hao bà con mình. Đây nè, như trắng như cái cây mà để ép vô cái chậu gì nè, bà con mình thấy đây, để em để riêng ra cho bà con mình coi nha. Nếu mà anh chị em mình mua cái cây như vậy mà mình bứng cái bầu đất cỡ vậy thì mình vô chậu phải bự hơn rồi, cho nên là buộc là cái này là nó không không cái bầu nó rất là nhỏ luôn ha. Ép được cái chậu gì thì anh chị em mình thấy mua cùng xứng đáng. Thì cái cây trắng hai màu trắng bất hồng gì thì giá nó cũng khoảng 300, mà em bán chừng 250 trở lại thôi, 250 200, tại vì em bao ship bà con mình 200, mà mình bao ship nữa thì nó còn rất là rẻ ha. Đây cho nên là đang đang lựa theo cái giống, nhưng mình đăng lên là siêu bông không, để mình kiếm cái mẫu hoa trắng bất hồng cho anh chị mình. Có người mua mà hỏi tôi muốn trắng không mà, thì nó là trắng không mà con mình, nó là trắng không, không có màu gì hết nè. Đây nè, gia đình mình thấy lưu ý ha, đây là gọi là trắng bất hồng, còn linh sâm hồng khác. Lâu này không có linh sâm hồng, linh sâm hồng bên kia đây, cây giống linh sâm hồng thì cái luống là luống siêu hoa nè, giống sâm hồng là mấy anh đây đó, anh đang lót mũ và để riêng nè đó, linh sâm hồng là mấy anh đây. Trắng hai màu thì cây phôi cũng nhiều lắm nha, con số đang ra hoa đây. Trắng hai màu là linh sam mà nó ra hai màu, màu trắng và màu tím ha. Đó. Này em, như mấy ngày trước thì mình nói là tóc lên rồi chạy mũ lại anh chị em mình. Ô chết chết, người ta đang đang tưới mà mình quên phá quanh lại. Tại vì em đứng đây cái người ta ông anh ông bật ông tưới cứ quên phá quanh lại. Đó. Rất là đẹp chưa? Rồi. Thì cảm ơn anh chị em mình ha. Video tạm kết thúc tại đây. Nè nè, cây giống này mình nghĩa lại cho bà con mình coi nha. Đây. Nó giá là thanh lý ha. Hy vọng số anh chị em mình mua công tình mà gặp cái kèo này thì có lợi cho đôi bên ha. Tại em đang cần cái bãi. Rồi.